chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông Bắc Hà thực hiện. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Bắc Hà đồng lòng vượt qua khó khăn sau cơn bão số 3, mang nghĩa tình đến với đồng bào vùng lũ Bắc Hà. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Hà là một trong những địa phương chịu nhiều tổn thất về người và cơ sở hạ tầng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Cùng với sự sẻ chia, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, những tấm lòng hảo tâm của đồng bào cả nước, chính quyền và người dân Bắc Hà cũng đang phát huy tinh thần đoàn kết, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, sớm đưa cuộc sống của người dân ổn định trở lại. Siêu bão Yagi đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến công việc và đời sống của người dân. Qua thống kê, mưa lũ sạt lở đất đã làm 28 người chết, 6 người mất tích, 19 người bị thương, gần 900 ngôi nhà bị thiệt hại, trên 1.300 hộ phải di chuyển đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng làm ảnh hưởng hàng nghìn hecta diện tích sản xuất nông nghiệp, hàng trăm nghìn công trình cơ sở hạ tầng, đường giao thông bị hư hỏng. Ước tổng thiệt hại lên tới hơn 800 tỷ đồng. Với tinh thần đoàn kết, chung tay hướng về đồng bào, nhiều hoạt động quyên góp hỗ trợ người dân bị thiên tai được tích cực triển khai. Đối với cái chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thì chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ kịp thời cho những cái đối tượng chính sách. Hiện nay đã thực hiện rà soát tất cả cơ sở hạ tầng trong địa bàn huyện, để đặc biệt là cái hệ thống đường thì chúng tôi đã thực hiện cái bước 1 là thông đường đến trung tâm tại tất cả các xã trên địa bàn. Và các bước tiếp theo thì cũng tiếp tục huy động lực lượng để thông đường đến các cái thôn bản, tạo điều kiện cho bà con dân đi lại cũng như là học sinh đi học. Với các cơ sở vật chất khác thì tiếp tục phối hợp với các sở ngành cũng như là các ban ngành của huyện tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại cũng như là đề xuất sửa chữa, xây mới trong cái thời gian tới này. Những nghĩa cử trong hoạn nạn cho thấy sự đoàn kết, tình người luôn là điểm tựa vững chắc nhất để mỗi cộng đồng vượt qua khó khăn. Những ngày qua, đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và các lực lượng khác tại địa phương đã được huy động trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 của tỉnh ủy, Bộ Chuyên tỉnh đã chỉ đạo Trung đoàn 24, các lực lượng của Bộ Chuyên, các cơ quan đứng chân trên địa bàn tỉnh là quyết tâm chỉ đạo các huyện, thị, thành phố huy động tối đa các lực lượng khắc phục hậu quả, đặc biệt là ở huyện Bảo Yên, huyện Bát Sát và huyện Bắc Hà, cũng như ở thành phố Lào Cai, thì các lực lượng tổ chức đi các hướng, các mũi để đảm bảo là cùng với quân khu, cùng với lực lượng của sư đoàn 36 quân khu 2 và các lực lượng khác để khắc phục hậu quả trên địa bàn sớm nhất và đảm bảo tìm thấy các thi thể nhanh nhất. Trước đó, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho người dân ở những vùng có nguy cơ sạt lở, huyện Bắc Hà đã khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ bị thiên tai. Tính đến thời điểm hiện tại, Bắc Hà đã di rời gần 1.400 hộ trên 5.600 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trong quá trình cơn bão số 3 xảy ra, thì ở các thôn nó bị cô lập toàn bộ, nội dung liên quan cái do đường xã bị sạt sụp. Trên cơ sở nội dung thì xã đã tiếp cận và đi bộ vài km để đến nơi để trong công tác tiếp cận. Trong quá trình tiếp cận thì bà con nhân dân kiểm tra toàn bộ như cái thôn xã Sở Hồ thì bị nguy cơ sạt lở, nhà nào cũng bị nứt. Tuy nhiên lúc này chưa có nhà nào bị sập hoàn toàn nhưng nhà nào cũng bị nứt. Trên cơ sở xã cũng đã vận động và yêu cầu bà con nhân dân trong quá trình khẩn trương di rời ra khỏi nguy cơ sạt lở. Để số tài sản còn lại thì ban chỉ đạo xã cũng đã cử người vào kiểm tra lại và rà soát toàn bộ nội dung như tài sản trâu bò lợn gà của bà con nhân dân di rời lên an toàn để đảm bảo như những phương phẩm như ăn uống rồi là nước uống để đảm bảo cho công tác tổ chức thực hiện. Tuy nhiên đây chỉ là một cái vấn đề là công việc ban đầu vài hôm thôi, chứ còn nếu kéo dài thời gian khoảng vài tuần thì có nghĩa là chính quyền địa phương cũng là một cái vấn đề câu hỏi để chúng ta đặt ra để chúng ta tổ chức thực hiện. Hiện nay, huyện tiếp tục yêu cầu các xã theo dõi sát, nắm chắc tình hình tại các khu điểm dân cư để kịp thời phát hiện nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
Đặc biệt, phải có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm thời, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng lên phương án bố trí tái định cư lâu dài cho người dân di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Các xã chủ động huy động lực lượng tại chỗ, thông các tuyến đường, đảm bảo việc đi lại cho người dân. Các cái vùng bị nguy cơ ảnh hưởng lớn, có khả năng phải di dân, thì sẽ Ủy ban dân huyện cũng đã chỉ đạo thành lập tổ công tác để tiếp tục rà soát những cái vị trí mà có khả năng tái định cư trong cái thời gian tới này. Những cái nội dung này thì chúng tôi cũng cần phải hỗ trợ từ các ngành chuyên môn của tỉnh cũng như là sự lãnh chỉ đạo của ban dân tỉnh để thời gian tới này tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp dân cư. Về nhà cửa của nhân dân thì hiện nay Bắc Hà đang tiếp tục rà soát và đề nghị các xã trong cái thời gian tới tiếp tục huy động tranh thủ nguồn hỗ trợ vật liệu để nhân dân sửa chữa nhà cửa cũng như là xây dựng mới nhà cửa. Bắc Hà đã và đang vượt lên khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần tương thân tương ái, những ngày qua, hàng trăm đoàn thiện nguyện trên khắp cả nước đang hướng về vùng núi Bắc Hà. Không quản khó khăn, gian nan, vất vả, họ đã mang theo những chuyến xe đông đầy nghĩa tình để kịp thời hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn nơi đây. Vượt qua gần 2.000 km, đoàn thiện nguyện Vòng Tay Nhân Ái và Mái Ấm Bà Giá tỉnh Bình Dương đã có mặt tại vùng cao Bắc Hà. Đây không phải là điểm dừng chân đầu tiên của đoàn, mà trước đó, đoàn cùng các thành viên đã vận chuyển hàng trăm tấn hàng thiết yếu là tình cảm của bà con miền Nam gửi tới đồng bào miền núi phía Bắc chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ gây ra. Bà con miền Nam nói chung và nhân dân tỉnh Bình Phước nói riêng thì chúng tôi có cập nhật được thông tin trên mạng xã hội, Zalo, Facebook thì biết được bà con ở khu vực Lào Cai đang chịu thiệt hại rất nhiều. Sau khi cơn bão đã đi qua thì bà con trong miền Nam gửi gắm chúng tôi nhu yếu phẩm, tiền bạc ra để tôi đại diện với đoàn đi ra tới đây để trao tận tay cho bà con ở khu vực Lào Cai, Bắc Hà. Và chúng tôi vào trực tiếp các xã thì thấy tình hình bà con ở đây rất là thương họ. Thì gửi gắm một chút lòng yêu thương của đồng bào từ trong miền Nam ra đến những người dân của Lào Cai để mong mọi người cố gắng vượt qua cơn bão lũ để sống lại cuộc sống hiện tại. Chị Lê Thị Mỹ Thể, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia theo đoàn thiện nguyện của tỉnh Bình Phước cũng có mặt tại huyện Bắc Hà. Chứng kiến những thiệt hại mất mát của người dân miền núi sau cơn bão số 3, chị và đoàn thiện nguyện của mình đã kêu gọi được hàng chục tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu để mang đến trao tận tay cho các hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Chúng mình đoàn mình là đi từ thành phố Huế. Rất là nhiều thông tin ở trên trang mạng xã hội đến với rất là nhiều đoàn. Thực sự khi đến được đây rồi thì mới thấy được cái mất mát đau thương của người dân ở đây quá lớn. Một cái tình cảnh rất là đau thương mà những cái mất mát nó không thể bù đắp được. Và với một ít quà nhỏ nhỏ từ những tấm lòng yêu thương mình gửi đến đây thì cũng xin chia sẻ thông tin ra đến với mọi người. Rất cảm ơn cái đồ hỗ trợ, hỗ trợ đến người dân giúp chúng tôi thì chúng tôi cũng cảm ơn cái anh các chị giúp chúng tôi ổn định cuộc sống. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, Bắc Hà là một trong số các địa phương của tỉnh chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất. Để chia sẻ vơi đi phần nào khó khăn với nhân dân địa phương, trong những ngày qua đã có hàng trăm đoàn thiện nguyện ở mọi miền Tổ quốc không quản ngại đường xá xa xôi, địa hình hiểm trở đã đến với Bắc Hà và trực tiếp đến các vùng tâm lũ, chung tay cùng cộng đồng hỗ trợ chăm lo cuộc sống cho người dân bị thiệt hại sau mùa bão. Xã Nậm Lúc, xã Cốc Lầu và xã Nậm Khánh chia cắt thời gian khá dài, căn cứ vào đó đã ra lệnh kêu gọi kịp thời được các nhà hảo tâm đến hỗ trợ, ủng hộ, phát quà để cứu nhân dân. Đến giờ có thể nói là cái vấn đề những cái món quà ủng hộ thì có thể là rất là nhiều, mà có thể là trên 300 các đoàn. Số tiền hiện tại thì có thể nói là chúng tôi đã cộng sơ bộ để được trên 2 tỷ đồng.
thì đấy là một cái vấn đề chúng thấy tình cảm đối với nhân dân Việt Nam chúng ta thấy là rất là động viên rất kịp thời. Nên bà con nhân dân đến với huyện Bắc Hà đến giờ này đã trở lại ổn định, bình tâm. Cơn bão đã đi qua nhưng tình người ở lại, sức mạnh của tình dân tộc đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm trái tim của biết bao người dân vùng lũ Bắc Hà. Xóa tan những khoảng cách về địa lý, hàng triệu con tim từ mọi miền Tổ quốc đang cùng chung tay động viên bà con nơi đây vượt qua khó khăn. Hành trình phục hồi sau bão lũ còn rất gian nan. Với tinh thần đoàn kết, sẻ chia và sự hỗ trợ từ hàng triệu trái tim cả nước, tin tưởng rằng Bắc Hà sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng phục hồi, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bắc Hà thực hiện. Chương trình xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị và các bạn.